Anh quả nhiên đã đến đúng hẹn. Công tôn lệnh rồi. Chuyện giữa chúng ta hôm nay nên giải quyết mới được. Nhưng mà có một chuyện tôi muốn hỏi anh trước. Có chuyện gì cho chúng ta thi giả xong rồi? Vì tôi rất nóng lòng muốn biết thử cây Thiên Long thần kiếm của Dung Bảo Trọng. Được rồi, tôi cũng muốn thử coi lưu tinh kiếm của anh. Thì kiếm trên tay của anh không phải là Thiên Long thần kiếm. Tại sao anh không dùng Thiên Long thần kiếm để thi giả với tôi? Thứ hạng này những người đâu có xứng thi giỏi với Thiên Long thần kiếm. Thì ra là người đã khinh thường. Nếu cũng vô ý nghĩa thôi. Vì ngươi làm không được tâm kiếm học như. Lần này nếu ta có thắng ngươi cũng không có hay hỏi. Ngươi phá mộ của chàng ta, chờ mất cho cốt của ông, chẳng qua là muốn như vậy thôi. Mộ của lão bảo chủ đã bị người ta làm nổ ra. Thơ này do người giết. Ngươi dám nói ngươi không biết chuyện này? Thơ này không phải tôi viết. Thật ra tôi không cần viết lá thơ này cho anh. Vậy tại sao anh biết giờ này lên núi hội đêm gặp tôi? Chuyện này anh đừng hỏi. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi hứa sẽ kiếm lại trò cốt của cha anh về lại cho anh. Trò cốt của cha ta cần gì phải phiền tới người chứ? Vì dụng ý của tôi là muốn anh chuyên tâm thi giỏi với tôi để phong cao thấp. Tôi là công tôn lãnh ngạo, lần này tới đây là muốn lấy lại tro cốt của lão bảo chủ Dung Tiêu Thiên. Muốn lấy lại tro cốt, bỏ ta đi. Nó đoạt lại tôi cốt rồi. Thành chủ, do công tôn lệnh ngạo thiệt là cao siêu, khó đối phó hơn lắm. Một tên công tôn lệnh ngạo cũng đối phó không nổi. Nếu mà Dung Tử Dần và công tôn lệnh ngạo hợp sức lại, thành chủ, chuyện này xin thành chủ yên tâm, vì chúng tôi đã giết sạch hết những người họ biết được chuyện bí mật này. Dung Tử Dần và công tôn lệnh ngạo không thể nào biết được chúng ta ở giữa chia rẽ tâm thọc. Nhưng mà ta vẫn thấy thắc mắc, tại sao Dung Tử Dần không chịu dùng Thiên Long thần kiếm quyết đấu với công tôn lãnh ngọc? Tôi cũng cảm thấy là chính ra hắn ở núi hồ để thi võ với công tôn lãnh ngọc, hắn đâu có lý sách cây kiếm thường để thi võ chứ. Thanh chủ à, chúng ta có thể sai Diễm Lộ đi dò thăm coi, không chừng ở trong đó có nguyên nhân gì đó. Được, lập tức báo cho Diễm Lộ biết, nhất định phải kiếm ra sự thật. Dạ, thành chủ. Chuyện này phải cảm ơn anh rồi. Dung Bảo Chủ, tro cốt của cha anh tôi đã kiếm lại cho anh rồi. Anh có thể chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc hẹn chưa xong của chúng ta đi. Ây da, công tôn đại hiệp, tại sao tới giờ này anh vẫn chưa bỏ ý định mình thi đấu với công tử của tôi vậy? Tôi đã nói ra rồi, nhất định phải làm. Dung Bảo Chủ đang bị thương, làm sao thi giỏi với anh được chứ?
Tôi sẽ chờ. 10 ngày sau tôi sẽ trở lại đây. Công tôn huynh, không cần chờ 10 ngày. Chuyện giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Hay là ngay từ bây giờ đi. Thật là thẳng thắn. Ê, công tử à, vết thương của công tử còn chưa khỏe lại, làm sao mà thi võ được chứ? Đúng rồi, rủi mà. Ê, hai người yên tâm đi, tôi biết làm sao rồi. Bác Trung, hả? Đừng cho người nào vào kiếm đàn. Công tôn huynh, mời. Cái này là Thiên Long Thần Kiếm. Đúng vậy, cái này là Thiên Long Thần Kiếm. Lưu tình kiếm của tôi từ xưa tới nay chưa thua cho một địch thủ nào. Hôm nay có dịp đấu thử với Thiên Long Thần Kiếm của Dung Bảo Chủ. Dung Bảo Chủ, xin anh chỉ dạy. Công tôn huynh, Thiên Long Thần Kiếm bây giờ đã khác với lúc trước rồi. Anh nói như vậy ý là sao? Thiên Long Thần Kiếm, tại sao lại như vậy? Lúc trước vì phải đối phó Ngân Phát Ma Dương, chúng tôi kiếm ra chỗ dễ gãy nhất của cây kiếm này làm gãy nó, làm cho nó mất hết quyền lực. Nhưng mà vì phải trấn tà phục ma, nên từ lâu nay giấu kín bí mật này. Kẻ quần ma nổi dậy làm loạn võ lâm. Hèn chi từ lúc đầu anh không chịu dùng Thiên Long Thần Kiếm quyết đấu với tôi. Đúng vậy. Tại sao bây giờ anh lại nói bí mật này cho tôi nghe chứ? Vì anh là một kiếm khách lỗi lạc, tôi không muốn giấu anh. Tại sao? Tại sao Thiên Long Thần Kiếm không phải do chính tay tôi làm gãy nữa chứ? Tại sao? Tại sao? Công tôn đại hiệp, công tử à, công tôn đại hiệp anh. Nói lọc của anh, người bình thường không thể nào hiểu nổi đâu. Anh thua cho anh rồi. Chúng tôi không có thi kiếm, nhưng mà bây giờ nói lọc của anh còn khó chịu hơn bị thua. Không lẽ anh đã biết